thực hiện cao điểm kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ. Sau 3 tuần triển khai, Công an thị xã Mỹ Hào đã tiến hành kiểm tra 102 cơ sở, xử phạt 26 trường hợp với số tiền hơn 86 triệu đồng. Các cơ sở đã tiến hành kiểm tra bao gồm các nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, trung tâm thương mại, chợ và các cơ sở quán hát karaoke. Các nội dung được kiểm tra là hồ sơ về phòng chống cháy nổ, các thiết bị trang bị cho việc chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, quy định tiêu lệnh về phòng cháy, hệ thống ống vòi bể nước, kỹ thuật vận hành chữa cháy, thang thoát hiểm với các nhà cao tầng có kinh doanh dịch vụ hoặc nghỉ trọ. Các cơ sở bị xử phạt với các vi phạm chủ yếu là chưa trang bị đầy đủ hoặc các thiết bị đã cũ kỹ hư hỏng, không còn đủ điều kiện phòng báo cháy và chưa có cầu thang thoát hiểm. Trong dịp cuối năm, Công an thị xã Mỹ Hào sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra nhắc lại, nhất là những cơ sở bị xử phạt.